Hà Nội, Hưng Yên, Thái Bình đang lưu hành biến chủng Ấn Độ. Tối 9 tháng 5, Bộ Y tế cho hay, để phục vụ công tác phòng chống dịch, đặc biệt là việc xác định nguồn gốc các biến thể của virus SARS-CoV-2, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã tiến hành giải trình tự gen một số mẫu bệnh phẩm do các địa phương gửi về. Kết quả giải trình tự gen của 8 mẫu ở các tỉnh Hưng Yên 2, Hà Nội 1, Thái Bình 5 đều ghi nhận virus thuộc biến chủng B1.1.6.7.2, nhóm biến thể B1.6.1.7.2 cùng B1.6.1.7.1, B1.6.1.7.3 được gọi chung là biến thể Ấn Độ B1.6.1.7. Giáo sư Nguyễn Văn Kính, Chủ tịch Hội truyền nhiễm thông tin, chủng virus B1.6.1.7 ở Ấn Độ nguy hiểm hơn các chủng hiện hành. Chủng này có đột biến kép ở đoạn protein S nên lan tràn rất nhanh, tử vong rất cao, giáo sư Kính nói. Hiện Việt Nam có 5 chủng virus SARS-CoV-2 lưu hành. Ngoài chủng Ấn Độ còn có chủng đột biến B117 từ Anh, chủng B1351 ở Nam Phi, chủng D614G ở châu Âu và chủng ban đầu ở Vũ Hán. Theo giáo sư Kính, biến chủng Ấn Độ đang được cả thế giới chú ý do tốc độ lan tràn nhanh hơn cả biến chủng Anh. Chủng được đánh giá có khả năng lây nhiễm lớn, tải lượng virus tăng gấp 4 lần, tỷ lệ lây nhiễm tăng 70% so với chủng ban đầu. Dù chưa rõ tỷ lệ cao hơn biến chủng Anh bao nhiêu, nhưng người ta thấy biến chủng B1617 lây lan nhanh hơn tất cả những chủng trước đây Ấn Độ từng gặp. Giáo sư Kính thông tin, hiện chủng Ấn Độ B1617 đã xuất hiện ở ít nhất 17 quốc gia trên thế giới. Những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19 sẽ liên tục được Vietnamnet cập nhật trong các bản tin sau.